Xin kính chào quý bà con cô bác anh chị lại đến với kênh Nhà Đất Đắk Song nhé. Hôm nay em lại đi quay một mảnh đất nền tại xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhé các bác. Mảnh đất của mình thì có chiều ngang là 12 mét nhé các bác. 13 mét tính 12 mét 8 à? Thì gần 13 mét thì mình cứ trên đất của mình thì có một căn nhà xây nhưng mà chưa bao nhé bác. Chiều sâu của mảnh đất của mình là 70 mét nhé. Trên đất của mình thì có 100 mét đất thổ cư nhé các bác. Đấy. Mảnh đất của mình là chiều ngang là từ cái trụ này qua tới cái trụ rào đây nha các bác. Bên này là còn một con đường đi vào trong nhà dân ở trong đó nhá. Mảnh đất này thì nằm ở trên trục đường tỉnh lộ 682 nha các bác. Từ đây lại kia thì 200 mét là trường cấp 1 nha các bác. Còn ra trường cấp 2, cấp 3 thì nó nằm tầm một cây số nhá. Và ra chợ luôn nha các bác. Ra chợ trung tâm nhá. Ủy ban luôn ạ. Dạ, và theo con đường này đi ra ngoài quốc lộ 14A này nằm tầm bao nhiêu cây nhỉ bác nhỉ? Khoảng tầm 2 cây. 2 cây hơn chứ? À, 2 cây thôi. À, ra ngoài tận dạ. Ngoài ủy ban thì vâng. À. Đây con đường bên trong của mình đây, ở trong là còn nhà ở trong nhá các bác. Theo cái lưới B40 của mình đây, ăn sâu dài vào tới cái đất của mình là tới cái bờ tường xây của nhà kia luôn nhá các bác. Tới nhà kia luôn nhá. Thẳng vào vâng. Trên đất của mình là có 100 mét đất thổ cư nhé. Dân cư ở thì khá là đông đúc nha các bác. Chiều ngang của mình là gần 13 mét ạ. Trên đất của mình là có 100 mét đất thổ cư. Chiều sâu là 70 mét. Chủ nhà ra cái giá là 650 triệu có thương lượng nhẹ nhé các bác. 650 triệu có thương lượng nhẹ thế ạ. Ở đây thì bác nào mà mua về mà kinh doanh buôn bán thì cũng khá là tốt nhé. Về cái chiều dài của mình nó cũng khá là dài. Và chiều ngang thì nó nằm gần 13 mét. Thì nói chung là mình kinh doanh buôn bán cũng khá là tốt đấy ạ. Ở trong đó hình như là còn đường phải không bác nhỉ? À, dân cư đang còn ở trong đó khá là đông đúng không? Cái này mình cuốc đất đi, mình cấy cái gì đây? Gừng. Gừng ạ? À? Hình như cấy rồi ạ? À? À. Đang còn đằng sau này bác nào muốn mua về thì mình cấy ít cây ăn trái cũng được nhé. Hoặc là chăn nuôi gà vịt gì cũng tốt nhé. Đây đấy. Đấy, con đường của mình đi ra. Đây trong này còn khá là đông dân cư nhé. Còn khá là đông dân cư nhé các bác. Ranh giới là giáp đây luôn đúng không? Nói chung là bác chủ nhà cũng rào vuông vắn hết rồi nhé các bác. Bác nào quan tâm thì cứ alo cho em. Theo số điện thoại em để ở góc màn hình ạ. Bác nào yêu quý em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé. Và nhấn chuông để nhận những cái video tiếp theo của em nhé. Mảnh đất của mình là nằm trên trục lộ đường 682 nhé các bác. Ở đây người ta xây nhà toàn nhà Thái đẹp không thế các bác ạ. Dân cư ở đó khá là đông đúc. Trên đất của mình thì có giếng ăn đầy đủ nhé. Cách nhà thờ nghi chung là khoảng tầm cách nhà thờ lớn thì nằm tầm mấy trăm mét. Mấy trăm mét nếu mà bác nào mà bên đạo á thì đi lễ thì nó cũng khá là gần ạ. Khá là gần nhá các bác. Trường chợ thì nó nằm tầm một cây số, cấp 1 thì nằm 200 mét. Rồi bác nào quan tâm thì alo cho em. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo ạ.